Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn nhé. Củ tăng bên em lại về số lượng lớn nhé. Vâng, loại củ tăng 3 tấn, củ tăng 5 tấn này. Vâng, bên em nhập số lượng lớn nhé. Đây ạ, dây polyester này. Hàng sẵn hàng giao cho quý anh chị và các bạn nhé. Đây ạ, còn đây là hàng củ tăng 2 tấn này. Vâng, bên em thì chuyên bán buôn bán lẻ nhé. Giao hàng toàn quốc này, củ tăng. Tay tăng thì có tay nhôm và tay nhựa nhá. Vâng. Đấy, hàng sẵn hàng giao cho quý anh chị và các bạn ạ. Các loại tời quay tay, tời tự hãm ạ, bên em luôn sẵn hàng để phục vụ quý bà con nhá. Bà con có nhu cầu về tời tự hãm, dây tăng, tăng đơ cứ liên hệ trực tiếp đến kho thiết bị Hồng Phúc ạ. Có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội nhá. Tời tự hãm, tời tự khóa này. Đơn hàng thì bên em đóng đi hàng ngày nhá. Vâng. Cáp móc dòng dọc đầy đủ nhé. Bà con có nhu cầu tời tự hãm, tời quay tay, tăng đơ, tăng gen cứ liên hệ trực tiếp ạ, kho Hồng Phúc ạ, địa chỉ Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Rất mong được sự ủng hộ của quý anh chị và các bạn. Vâng, xin chào, chúc bà con một năm làm ăn kinh doanh buôn bán thuận lợi nhé. Điện thoại qua số 0973 143 996 ạ. Vâng, xin chào.